tục livestream cho các bạn là trang trại cóc. Các anh ấy đang làm đây. Đây là cóc cụ của mình đây. Nói chung là đang đục đây. Đây là con cóc của mình đục. Chơi cho vui đây. Có một chút lui xù. Các bạn. Sau thì nó bị bận rồi, cho nên là thôi, chắc khỏi chơi nữa. À quên, chắc là cái này nhân tạo, tự nhiên thì đây. Tự nhiên này. Nó cũng ít nu, nói chung cục này cũng ít nu, bữa nào kiếm cục nó nu xù nhiều hơn. Nó là hơi hơi bị thủng thủng rồi. Cục này thì mình để chơi cho vui thôi. Để chơi nhà cho vui thôi chứ. Mang về là sợ nó nứt nha các bạn. Nó bị vấn đề nữa. Con này nó đủ bận à. Con này nó nhiều bận lắm. Đấy. Mấy trang trại cóc của anh thì toàn là cóc. Đẹp cóc tiền thì mà anh mới đục rồi đấy không? Đu xù. Rất đẹp. Con này cũng xa xỉ mà nó nứt. Cái le phía sau này không? Tính là mình là bớt nứt đấy.